Xin chào tất cả các bạn, chào coach Anh Herozy và chào coach Linh Huỳnh. Thật là vui hôm nay chúng mình lại quay trở lại với cả chuỗi cà phê cùng các coach đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một cái chuỗi series mà mình co-host cùng với là coach Anh Herozy để chia sẻ thêm với các bạn về mô hình kinh doanh. Và đặc biệt là mỗi một series chúng mình đều mời một người coach rất là đặc biệt và rất là thành công đến từ khắp nơi trên thế giới cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với các bạn. Và hôm nay là số 27 rồi. Và hôm nay tụi mình đã chọn một cái chủ đề rất là hot trong thời gian gần đây. Nó liên quan đến phong bản, nó liên quan đến thực và ảo trên không gian mạng, đúng không? Và để trước kia bắt đầu khách mời chúng mình giới thiệu như chia sẻ thì mình cũng xin phép được chia sẻ trước nhé. Gửi lời chào tới tất cả các bạn đang follow page của cả của mình, của anh Herozy cũng như cả của chị Linh Huỳnh. Mình tên là Hằng và mình đang ở Hà Nội, Việt Nam cùng với cả gia đình. Mình là mẹ của hai bé trai đang ở độ tuổi teen. Với công việc truyền thống thì mình đang làm quản lý cho một công ty xây dựng. Còn với kinh doanh kỹ thuật số thì mình đã làm được hơn 4 năm và cũng đang là coach cho một cái cộng đồng có trên 200.000 thành viên tới từ khắp nơi trên thế giới. Và co-host của mình ngày hôm nay chính là coach anh Herozy. Chị mời anh Herozy chia sẻ với em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hằng. Em xin chào chị Linh nha và xin chào tất cả mọi người. Mình là Lê Anh Herozy, hiện tại thì mình đang công tác và giảng dạy tại một trường đại học ở Hà Nội và song song với đó thì mình có làm kinh doanh số toàn cầu. Và đây là một cái công việc kinh doanh mà rất là biết ơn bởi vì là đã và đang mang đến cho mình, không chỉ mình mà những đối tác của mình, những anh chị em người Việt mình rất là nhiều những cơ hội và những cái gọi là những cái điều mà nó thay đổi hoàn toàn về chất lượng sống này, về tư duy này, về các cái kỹ năng, kiến thức vân vân. Nên là mình và chị Hằng cùng nhau làm cái chuỗi DG Cafe này để giúp cho các bạn có mở rộng thêm được các cái góc nhìn thông qua các cái buổi nói chuyện với cả các coaches. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp gỡ chị Linh Huỳnh đến từ Sydney, Australia. Và chúng ta sẽ cùng nghe chị Linh giới thiệu qua về bản thân nha. Em mời chị ạ. Rất là cảm ơn chị đã nhận lời tham gia vào buổi coach ngày Digital Cafe with Coach ngày hôm nay ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người ở trên các cái page của ba chị em mình. Và xin chào Hằng, xin chào Lê Anh Herozy. Thật sự thì cũng nghe về những cái giống như là mình phải gọi là tuyển tập vô live của hai chị em cũng nhiều rồi, tại vì đây là tuyển tập 27 rồi. Thật sự là mình rất là vinh dự được hai coach mời lên đây để mà chia sẻ. Thì Linh xin giới thiệu một chút xíu. Mình tên là Linh Huỳnh, đến từ Sydney, Australia. Ngày trước thì Linh là beauty therapist, là làm đẹp đó. Sau này thì Linh có 4 năm kinh nghiệm về làm đẹp. Sau đó là Linh mở một cái beauty salon nhỏ. Và mình vừa kinh doanh online thì mình cũng bán hàng online, mua đồ về bán, phải gọi là bán hàng online. Mình vừa kinh doanh online đó thì sau đó thì mình trong lúc mà mình kinh doanh như vậy, mình làm ở cái salon của mình đó, với lại là mình kinh doanh online, thì trong vòng 2 năm mình mới thấy là cái kinh doanh cái bán hàng online nó take over, thì mình biết là cái online đó nó rất là tiềm năng. Nó là cả một cái bầu trời mà mình có thể là làm được rất là nhiều thứ trên đó. Thậm chí Linh cũng có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở trên cái không gian internet. Đó là cái mối quan hệ của Linh hiện tại là chồng của Linh, bây giờ Linh cũng tìm trên online luôn. Cho nên là nói chung là cái cuộc đời của mình thì mình gắn nhiều với online lắm đó. Và nói về cái bán hàng online thì lúc đó thì Linh bán hàng, mình chỉ biết là làm kinh doanh online thì mình bán hàng thôi, mình không biết cái nào khác hết. Nhưng mà sau này thì khi mà mình càng làm nhiều hơn thì cái doanh nghiệp của mình nó càng ngày càng lớn, thì mình vốn càng ngày càng nhiều, mình bỏ vốn vô đó. Rồi mình gặp những cái vấn đề, tại vì một mình quản lý cái business của mình mà. Rồi mình mỗi lần mà mình đi du lịch thì là mình lại phải ngưng cái hoạt động kinh doanh của mình lại, mình mất doanh thu mà mình rất là sợ, tại vì mình để hàng ở nhà rất là nhiều, sợ bị mất, sợ bị ăn trộm. Ở Úc cũng có ăn trộm nha mọi người, chứ không phải ở Việt Nam không nha, cũng có đó. Là mình cũng rất là sợ, cho nên là mình cũng đi tìm những cái giải pháp thay thế khác để mình không có phải tồn nhiều hàng như vậy, và làm sao để mà cái business của mình nó mở rộng ra hơn nữa, mình kiếm nhiều thu nhập hơn nữa. Tại vì mình biết là trên cộng đồng mạng có rất là nhiều người họ kiếm được thu nhập rất là cao luôn, chứ không phải đơn giản giống như mình. Mình thì hồi đó là mình chỉ kiếm được maximum tầm 10.000 một tháng thôi đó.
Nhưng mà mình biết là có những con số nó còn khủng hơn mình nữa, và mình đi tìm những cái giải pháp đó, và cuối cùng là mình lên trên cái giải pháp kinh doanh này. Sau khi mà mình nghiên cứu, mình cũng đã làm nhiều cái mô hình khác nhau, mình cũng bán trên eBay, Amazon, Shopify, bán trên Facebook Marketplace, làm affiliate marketing, rồi làm dropshipping. Nói chung là mình cũng làm nhiều cái loại hình khác nhau. Và mình thấy là cái mô hình kinh doanh này của mình nó bao gồm nhiều thứ và mình có thể nhượng quyền nó lại được, cho nên là nhượng quyền nó lại được cũng là một cái nguồn thu nhập khá là tốt cho mình đó. Đó thì Wow, đó hay sơ về mình quá. hơi bị dài ha, xin lỗi nha. Vâng, em cảm ơn chị Linh Huỳnh ạ. Em vẫn đang say mê nghe chị giới thiệu đây, bởi vì em nhớ là cái ngày đầu tiên mà em bước chân vào cộng đồng kinh doanh kỹ thuật số thì chị Linh đã làm một thời gian rồi và rất là ngưỡng mộ chị. Bởi vì không chỉ làm kinh doanh kỹ thuật số này mà trước đấy chị Linh đã oanh tạc trên các nền tảng như eBay, Amazon đó, trên online internet rất là lâu năm. Chị rất là có nhiều kinh nghiệm và em nhớ hồi đấy em có join một cái buổi training của chị về cách tạo video cắt tắt gì đó, mà ôi sao chị Linh siêu thế, giỏi thế, mình chẳng biết cái gì cả đó. Thế biết chị Linh từ hồi đấy là rất là ngưỡng mộ chị ạ. Cảm ơn chị đã giới thiệu về bản thân chị. Thì mình sẽ quay trở lại với cả topic ngày hôm nay mà bọn mình lựa chọn nhé. Đó là chủ đề phông bạt thực và ảo trên không gian mạng, đúng không? Chị Linh thì có thể ở Sydney, Australia, và chị không hiểu lắm về cái gọi là cái sự kiện phông bạt gần đây nó rất là hot hot đó ạ. Thế thì mình sơ qua để chị Linh cũng nắm được, và một vài bạn, nếu như các bạn có follow cái buổi trò chuyện thì các bạn cũng hiểu là bọn mình đang nói gì và tại sao lại có chữ phông bạt, đúng không? Thì các bạn đều biết là cách đây khoảng 2 tuần thì Việt Nam, ở Hà Nội cũng như một loạt các tỉnh Đông Bắc của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng rất nặng nề từ cơn bão Yagi, đúng không? Và rất nhiều người đã ủng hộ bà con bằng cách là chuyển khoản vào số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ bà con và giúp đỡ bà con để vượt qua cái bão lũ đấy được nhanh nhất. Thì sau đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có làm một cái sao kê lên tới hình như hơn 2.000 trang, đúng không? Và rất nhiều người đã vào đó để dò các cái số tài khoản đã từng chuyển khoản và phát hiện ra là khá nhiều người nổi tiếng, những KOL, những người nghệ sĩ, người ta phông bạt, tức là người ta nói là người ta chuyển khoản ủng hộ nhưng thực tế họ không làm cái điều đó, và đã gọi là lọt ra rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Và thực sự đấy là những cái điều mà chúng ta sẽ đáng lên án, đúng không ạ? Bởi vì nếu như chúng ta làm từ thiện mà không xuất phát từ tâm, mà chỉ mục đích là đánh bóng tên tuổi hay là phông bạt, đúng không ạ, thì đấy là điều không tốt. Thế thì quay trở lại cái topic ngày hôm nay mình lựa chọn, đó là có rất nhiều người cho rằng là mạng xã hội là hoàn toàn ảo, là nơi mà người ta đánh bóng tên tuổi và người ta tìm kiếm cái sự nổi tiếng, người ta làm màu, và đấy là nơi không đáng tin cậy. Thế thì với chị Linh thì chị đánh giá như thế nào về cái nhận xét như vậy ạ? Theo Linh thì đó là cái nhận xét của mỗi người, thật sự là như vậy. Nếu mà bản thân Linh thì Linh sẽ không vào trong cái trang đó mà cha cha chắc chắc để mất thời gian lắm, nó đâu có làm gì tốt cho mình mà, đúng không? Cho nên là đó là tùy vào cái cách sống và cách làm của mỗi người. Linh thật sự bản thân mình cũng không có lên mình soi mói coi người nào làm cái gì thật hay là người nào làm cái gì giả. Mình cũng không có soi mói chuyện đó, tại vì mình chỉ tập trung vào cái công việc của mình và bản thân của mình thôi. Nếu mà những người mà thật sự mình nói là những người mà họ họ không có tin tưởng về mạng xã hội, họ 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 lên mạng xã hội, họ giống như là đi đi kiếm, đi moi móc cái này cái kia của người khác mà để mà phán xét là ở cái này thật, cái này giả đó, thì họ là những người, Linh nghĩ là họ là những người họ chưa có được tích cực. Vì sao họ chưa có được tích cực? Vì nhiều khi là họ đã từng là người bị lừa, hoặc là gia đình, người thân, bạn bè của họ, hoặc là những cái trải nghiệm họ của người thân bạn bè của họ, hoặc là họ đọc nhiều tin tức về những cái đó quá, cho nên là họ lên họ gặp toàn những cái đó không à. Cái đó là nó gọi là the law attraction. Khi mà mình bị ám vô nhiều về cái đó đó, về những cái mà lừa đảo, về những cái mà tin tức tiêu cực đó, thì mình sẽ hút những cái đó vô đó, mình sẽ bị hút những cái đó vô, và những cái lừa đảo nó sẽ tới với mình, nó sẽ tới với mình. Cho nên là đối với bản thân Linh đó, thì nếu mà những cái content nào mà đem lại cái giá trị cho bản thân mình, ví dụ như những cái giá trị về mặt kiến thức nè, những cái giá trị về mặt vui nè, mình cảm thấy là mình xem những cái video đó, mình cái năng lượng của mình lên, mình tích cực hơn, mình sống vui vẻ, mình sống bình an, mình sống thoải mái, thì mình lấy cái content đó và mình coi và mình học nó. Còn ví dụ như những cái content nào mà về phán xét tiêu cực hay là về chỉ trích hay chửi bậy đồ này kia, thì mình flip nó đi để cho nó không có vào trong cái người của mình đó. Đó là cái những cái mà Linh Linh làm, và
nếu mà mình không có giống như đi soi mói hay phán xét người khác á, thì mình không có những cái, mình không có những cái đó trong cái não của mình đó. Cho nên là thật ra thì lúc mà Hằng nói về cái phong bạc gì đó, nó thật sự là mình không có một cái idea gì hết. Bảo Yari thì mình biết, tại vì mình biết là chỗ này gặp cái này, chỗ kia gặp cái kia, mình có thể đóng góp cái công sức gì thì mình đóng góp thôi, đúng không? Giống như là ví dụ như là Linh là cũng một cái kiểu người là Linh không có xài hàng hiệu, Linh chỉ xài hàng đẹp thôi. Ví dụ như là những cái giỏ, cái bếp nào đó mà nó đẹp thì Linh mua đó. Mà ví dụ như nếu mà nó hàng hiệu mà nó đẹp, Linh cũng không mua nó, tại vì Linh nghĩ là Linh chỉ cần cái cấu trúc, cái chuyện mà đẹp thôi. Còn mà ví dụ như nó là hiệu mà nó mắc tiền, chẳng thà Linh xài cái đẹp thôi. Còn cái phần tiền đó mình có thể mình đi cho những người khác, những người mà họ không có cơm ăn áo mặc đó. Thì đối với bản thân Linh thì góc nhìn của Linh nó là như vậy. Về về cái chuyện ảo trên Vâng, mạng. em cảm ơn chị Linh ạ. À, đúng là em cũng hoàn toàn đồng với chị Linh rằng là trên mạng xã hội đúng là có một bộ phận họ sử dụng mạng xã hội để là nơi để họ đánh bóng tên tuổi thật. Cái điều đó mình sẽ không thể nào phủ nhận được, đúng không ạ? Thì tại sao họ lại có thể đánh bóng được tên tuổi của họ thì cũng có thể là do một bộ phận khán giả cứ follow những cái thông tin như vậy đó và nó cứ thổi phồng lên. Em rất giống chị Linh ở chỗ rằng là em sẽ luôn luôn lựa chọn là những cái gì mình thấy là tích cực, những cái gì là tốt thì mình mới follow và xem, còn cái gì tiêu cực thì mình bỏ qua. Và đúng theo cái cách đó là hữu xạ tự nhiên hơn, tức là mình như thế nào thì mình sẽ attract những cái điều như vậy. Nhưng trước khi nhé, trước đây khi mà em chưa bắt tay vào kinh doanh này thì em lại là một người khá anti thế giới online, bởi vì lúc đó mình thiếu kiến thức và mình luôn nói rằng là ui online ảo, thế mà ai chia sẻ cái gì đừng tin, đúng không ạ? Có tin thì tin độ 30%, còn lại 70% gạt đi. Đấy là một cái mindset thực sự là sai lầm. Thì sau này khi bắt tay vào tìm hiểu và làm cái business này thì em thấy là kể cả thế giới bên ngoài kia ở đâu nó cũng có this và có that, đúng không ạ? Cái quan trọng là mình lựa chọn đối tượng nào, lựa chọn con người nào để mình đồng hành cùng, mình chơi cùng, mình làm việc cùng đó, thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái môi trường mình đang làm việc đó. Thì đấy là cái cách mà em cũng quan điểm về về việc gọi là trên mạng, đúng không? Ở đâu cũng có thực và ở đâu cũng có ảo, quan trọng chúng ta chọn chỗ nào thôi đó. Thì không biết là ý kiến của anh Rosie như thế nào em? Em thì hoàn toàn trùng hợp đồng ý với cả chị Linh Huỳnh, và đấy cũng là cái cách mà em ứng xử trên mạng xã hội từ xưa đến giờ. Từ rất là tức là khi từ khi mà em biết sử dụng mạng xã hội thì em đã hiểu một cái điều như thế này, là mạng xã hội nó có thuật toán của nó. Nếu như mà mình xem cái gì, mình quan tâm cái gì thì lập tức là cái trang mà mình xem ấy họ sẽ đưa lại thêm nhiều cái thông tin như vậy. Thì ví dụ như là mình ở trên Facebook chẳng hạn, mọi người có thấy là nếu như mọi người quan tâm đến nội thất đi thì lập tức là rất nhiều các cái thông tin về nội thất hay là quảng cáo về nội thất hay những cái video về cái chủ đề đấy sẽ đến với mọi người. Thì đấy là cái thuật toán rồi. Thế cho nên là một cái người mà mình luôn luôn hiểu là cái sự lạc quan và cái sự tích cực nó mới mang lại cho mình cái cuộc sống tốt đẹp được. Nên là ngay từ ngày xưa thì em đã luôn luôn ý thức cái việc đấy. Nên là những cái trang nào mà là tiêu cực ấy thì là em chả bao giờ em đụng đến. Đó, thế còn những cái nào mà là tích cực ấy thì mình sẽ đụng đến, và mình cũng hoàn toàn có thể kiểm soát được cái việc này. Mình hoàn toàn có thể là chủ động được trong cái việc là mình lựa chọn các nội dung số ở trên mạng xã hội để mình follow. Giống như chị Linh Huỳnh có nói á, là bây giờ những cái nào mình quan tâm, ví dụ mình quan tâm đến kiến thức đúng không ạ, mình quan tâm đến kỹ năng, mình quan tâm đến kinh doanh, thì mình tìm kiếm những thông tin đấy, lập tức Facebook sẽ hiểu con người mình như thế nào và Facebook sẽ mang lại cho mình nhiều các cái thông tin đấy hơn. Nhưng nếu như chúng ta không có một cái ý thức về cái việc là chúng ta phải chủ động trong việc tìm kiếm thông tin, chủ động trong việc đưa các cái luồng thông tin về phía mình, thì lập tức là Facebook hay là các mạng xã hội mình sử dụng ấy, họ sẽ đưa đến rất nhiều các cái luồng thông tin hỗn tạp. Và các chúng ta biết là nếu như đã là luồng thông tin hỗn tạp thì cái thông tin tiêu cực bao giờ nó cũng sẽ hiển thị nhiều hơn thông tin tích cực, bởi vì chúng ta có một thứ được gọi là tin nóng, và tin nóng thì thường bao giờ nó cũng sẽ có cái chiều hướng là tiêu cực nhiều hơn so với cả tích cực, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta nên chủ động trong cái việc điều hướng cái thông tin là đến với mình, như vậy thì cuộc sống của mình nó cũng sẽ được nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì tuy nhiên có những thứ nhá mà chúng ta sẽ có thể kiểm soát được, và tất nhiên cũng sẽ có những thứ chúng ta không kiểm soát được. Và có một cái vấn đề ở đây mà nó liên quan đến một cái trường hợp mà chính là cái trường hợp của chị Linh Huỳnh trong cái thời gian gần đây mà em được biết, tức là chị có phát hiện ra một cái tài khoản giả mạo đúng không ạ?
Và cái tài khoản này có nghĩa là gì? Một cái tài khoản Facebook giả mạo hoàn toàn chị, mà thậm chí là còn phát triển cái tài khoản Facebook đấy rất là lớn với cả một cái lượng follow rất là tốt. Đó, thế thì rõ ràng cái việc mà người ta giả mạo mình đâu có là kiểm soát được đâu, đúng không ạ? Thế thì chị đã xử lý như thế nào, chị phản ứng như thế nào với cái tình huống này, và chị có thể chia sẻ thêm là làm thế nào để có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả về cái tài khoản đó ở trên mạng xã hội. Dạ. Cảm ơn Thơ đã đặt câu hỏi. Trong này có ba phần, một cái phần là Linh phản ứng như thế nào đúng không, một cái thứ hai nữa là Linh deal với nó như thế nào, và cái thứ ba nữa là làm sao để người ta nhận biết đúng không. Đó thì cái việc phản ứng thì mới đầu thì thật sự thì mình cũng rất là lo lắng, đặc biệt nha. Sau đó một tuần thì có một người gọi Linh. Tại vì trong một trong những cái video đó là có số phone của Linh, thì nó lại thì mấy cái người giả họ lấy cái video đó họ để lên cái page của họ, thì người ta coi, người ta thấy số phone thì người ta gọi cho Linh và người ta nói với Linh là chị ơi em không muốn làm kinh doanh này nữa, em có thể lấy lại tiền được không. Đó thì tự nhiên á, mới đầu á, lúc mà Linh biết về cái này á, thì Linh chỉ nhờ trong cái cộng đồng kinh doanh của mình mấy ngàn người đó, mình nhờ trong cái cộng đồng kinh doanh đó báo cáo lên là cái này là account giả, và somehow nó chưa có bị lấy xuống. Thì một tuần sau Linh nhận cái phone call đó, thì lúc đó cái phản ứng của Linh mới là sự sợ hãi. Còn trước đó mình không có sợ, tại vì mình biết mình là ở bên này, còn đó là giả thì báo report thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà sau này, sau đó một tuần thì khi mình nhận được cái phone call đó, mình mới nghĩ ra một cái điều là người ta có thể lấy thông tin của mình, mặt mũi của mình để mà làm những cái chuyện phi pháp, và giống như là mình trở nên là một cái phần tử xấu đó. Thì lúc đó mình cũng hơi sợ, nhưng mà mình cũng nghĩ lại là bây giờ mình chỉ làm the best mình can thôi, chứ mình không có thể nào control được anything và and everything, mình không có thể nào control được tất cả mọi thứ. Cho nên là cái mà Linh làm lúc đó là Linh nói với chị đó là cái này là không phải là em đó, mình giải thích cho chị như vậy, và kêu chị đó là ngừng những cái transaction này kia đi đó. Và mình cũng lại báo, và mình cứ liên tục. Bây giờ là Linh vô cái phần làm sao mình deal với nó ha, mình cứ liên tục report nó. Mình là bản thân mình là cái đó là đang là copy mình, thì khi mà mình báo thì mình sẽ nói là ở cái pay này nó đang copy mình đó. Rồi mình cũng nhờ trong cái cộng đồng kinh doanh của mình, nhờ các coach, nhờ các cái những cái chủ doanh nghiệp khác họ báo dùm cho mình để mà lấy cái pay này xuống đó. Tuy nhiên thì mình không có control được cái này, chỉ có Facebook control được thôi đó. Và mình cũng post lên những cái story của mình, cái pay của mình, để báo là cái trang này là nó đang sử dụng hình ảnh của mình, nó đang đang giống như là đang giả tạo mình để mà lừa gạt người ta đó. Thì mình chỉ có thể làm được như đó thôi đó. Còn bây giờ là mình nhận biết như thế nào là một cái tài khoản thật, cái nào là một cái tài khoản giả. Thì nếu mà là profile hay là pay gì đó, thì bây giờ Facebook nó cũng đã có cái chế độ là tích xanh. Cho nên là nếu mà mình gặp một cái pay hoặc là một cái profile nào đó mà là tích xanh á, thì là chắc chắn 100% đó là thật rồi. Nhưng mà tích xanh nó cũng có hai loại nha. Bây giờ và tích xanh á, là nó phải nằm kế bên, và nó có cái tick, và nó cũng có cái dòng 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 kế bên đó mới là cái của Facebook nó provide. Còn có nhiều cái account á, họ cắt cái hình đó ra xong rồi họ để vô trong cái hình của họ xong rồi để lên cái page, thì đó là cũng là một cái hình bình thường thôi, nhưng mà nó giống như nó có tích xanh, nhưng mà cái đó thật sự không phải là tích xanh. Cho nên là mọi người cần phải phân biệt được cái nào là tích xanh thiệt, nào là tích xanh giả đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là khi mà mình cái page của mình hoặc là cái profile của mình, thì khi mà có những cái người giống như là cộng sự của mình á, mà comment vô đó, giống như ví dụ cái page của mình đi, mình là người có tích xanh, Linh là người có tích xanh, thì Linh comment vô cái page của Linh để làm chi, để mà somehow những cái người mà họ follow mình đó, họ thấy được mình, cái profile của mình ở trong đó, và mình là người có tích xanh đó. Cho nên là phải tích cực comment vô cái page của mình đó, để cho người ta nhận biết. Và những cái chủ doanh nghiệp khác, những cái người khác mà có tích xanh cũng follow mình, tại vì thông thường là họ sẽ follow mình mà không phải follow một lần, mà họ sẽ follow hoài luôn, follow hoài, và từ post này tới post khác, tới post khác thì họ follow mình. Thì những cái page mà có những cái record như vậy mới là những cái page thật
đó. Cái thứ nhất là có follower tích xanh, cái thứ hai nữa là có cái repeated, là những người follower cứ repeated và họ comment vô trong đó, và đặc biệt là những người follower đó cũng tích xanh thì rất là uy tín đó. Ngoài ra thì mình cũng coi cái history của cái page đó, giống như là cái page đó được tạo bao lâu rồi. Ví dụ như nếu mà 1 năm, nếu 1 năm thì cũng hơi nghi ngờ đấy. Đó, 1 năm cũng hơi nghi ngờ đấy. Nhưng mà còn thêm một cái điều nữa là họ có cập nhật thường xuyên hay không. Ví dụ như một cái page mà họ mới nhưng mà họ cập nhật thường xuyên thì đó có thể là một cái page thật đó. Cái page đó cái comment như thế nào, và những cái người mà comment đó là những người thật hay là những người giả. Tại vì những cái page bây giờ họ tạo ra cái history cũng cũng khá là lâu đấy. Thiên ơi, mẹ đang meeting, chút xíu nữa, nửa tiếng nữa mới được. Sorry mọi người đó. Những cái người follower đó mình phải xem, ví dụ như có những cái page giả đó, những cái giống như cái page mà Thiên ơi ồn quá, con ra ngoài giùm mẹ please, 1 2 3 đi 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 nha. Đây cũng chính là cái điểm ưu việt của mô hình kinh doanh số đấy. Sorry mọi người đó. Dạ. Thì khi mà cái page đó, những cái page giả đó nó khôn vậy nè, nhưng mà mình cũng nhận ra là những cái khúc đầu á nó rất là nhiều like, follow, comment, nó nhiều hơn gấp mấy lần mình luôn, cho nên nó giả mà nhìn nó thật hơn mình. Tuy nhiên nếu mà cái người nào mà họ 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 biết, họ có kiến thức á, thì họ sẽ click vào những cái người follower đó và họ xem những cái người đó có là thật hay không đó. Tại vì rất là nhiều cái profile mà mình là follower, là like, nhất là like nha, comment ha, mình click vào đó mình coi thì toàn là account giả không, account không có lượt like, không có lượt follow gì hết. Cho nên là nếu mà mình muốn coi thử cái page đó là thật hay là giả, mình phải coi ngay cho những cái người follower của cái page đó luôn đó. Rồi, hơi 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 nhiều thứ để mình track, nhưng mà nếu mà thông tin cho vui thì khỏi cần phải check. Còn nếu mà mình chuẩn bị mình làm business, mình commit cái gì đó, transaction gì đó thì mình nên check đó ha. Rồi sau đó thì cái page đó nó có go live thường xuyên không, đó là lý do vì sao mà dạo này tụi mình cần phải go live thường xuyên. Tại vì mình go live thường xuyên, mình show cái mặt mình thường xuyên, mình đi chơi chỗ này mình go live, mình ở nhà mình go live, mình go live với team mình, nói chung là đủ thứ các kiểu go live hết, thì làm sao mà cái giả nó có thể copy được những cái thứ đó. Nó lấy thông tin của mình về thì nó cũng chỉ là cái video thôi chứ nó không phải là go live đó. Go live nó khác, go live tức là live, là live giống như mình vậy đó đó. Rồi còn mình cũng có thể check trong cái page đó những cái liên kết mạng xã hội đó, ví dụ như là người ta bấm vô thì qua YouTube, bấm vô cái qua TikTok, bấm vô cái qua những cái TikTok, những Instagram gì đó thì nó có liên kết không. Nếu mà cái page nó không liên kết thì nó không phải đó. Ngoài ra thì nếu mà có mình chuẩn bị mình làm business đó thì có thể là tốt nhất là gọi điện thoại video call với nhau đi, nói chuyện vậy đó, cho nó giống như là mình biết là chắc chắn cái người đó nói chuyện với mình về những cái tình huống và những cái câu hỏi mà mình muốn hỏi gì đó. Thì làm business thì mình nên như vậy, còn nếu mà không làm business coi chơi thì ok, không sao hết, cứ coi chơi thôi, thì pay thật pay pay giả gì cũng ok hết, không sao. Wow, quá là đầy đủ. Em nghe chị Linh nói mà em bị cuốn hút quá cơ. Bởi vì em thấy là không còn gì phải thêm nữa đâu. Chỉ cần theo những cái mà chị Linh vừa mới hướng dẫn là mọi người đã có thể dễ dàng phân biệt được các cái tài khoản Facebook thật và giả. Chị Linh biết không, cách đây khoảng tầm 5 năm, lúc đấy là em cũng chưa có chơi Facebook nhiều đâu, tức là chưa dùng gì đến Facebook. Thế mà tài khoản Facebook của em cũng đã bị giả mạo đấy. Đấy, đã bị giả mạo từ cái thời đấy rồi. Thì theo thời gian 5 năm sau, tức là tại thời điểm bây giờ khi mà Internet phát triển, thì cái chuyện mà bị giả mạo các cái tài khoản nó là chuyện hết sức diễn ra như cơm bữa. Nhưng mà nếu như chúng ta chuẩn bị được những cái kiến thức giống như là chị Linh vừa mới trình bày đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không dễ bị lừa đâu, đúng không ạ? Chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta có thể là kiểm tra để chúng ta đánh giá. Và không chỉ là trên Internet, là trên Facebook đâu, mà trên tất cả rất là nhiều các cái nền tảng, nếu là đã là nên lên trên trên Internet thì chúng ta đâu đâu cũng sẽ thấy là có tốt và có xấu, đúng không ạ? Nên cái điều mà chúng ta cần có ở đây đấy chính là cái sự tỉnh táo. Và để tỉnh táo được thì chúng ta phải cập nhật các cái kiến thức để chúng ta đưa vào, chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá một cách khách quan. Và em thấy là cái mà đáng tin nhất ở đây đấy là nhìn vào cộng đồng.
Đúng ạ, trong số những cái mà chị Linh đã liệt kê ra ấy, thì đấy chính là nhìn vào cái cộng đồng mà cái profile hay là cái Facebook đấy đang sở hữu. Thì mình ví dụ em vào trang của chị Linh đi, thì em sẽ muốn biết chị Linh là đương nhiên đúng không ạ, nhưng mà em chắc chắn là sẽ muốn biết những cái người mà đang go live với chị Linh này này, em muốn biết là những cái người mà trong cái danh sách friend list bạn bè của chị Linh này đúng không ạ, hay đấy thì và hay là những cái người comment trên cái trang của chị, thì em sẽ biết được đấy là những cái người rất là thật. Còn những cái nick gọi là clone hay là những cái nick ảo ấy thì chắc chắn là sẽ không có những cái tương tác như vậy được, rất rất là khó luôn. Còn chị Hằng thì sao, chị ứng dụng cái gì trong cái phần mà kiểm tra cái nick thật nick ảo trong những cái phần mà chị Linh vừa mới đề cập ở trên? Wow, nghe chị Linh nói em bảo thôi chết rồi, Facebook em chưa có tích xanh. Em phải tìm cách có tích xanh thôi. Cho nên mọi người thấy là không phải tích xanh mới là thật mọi người nhé, kể cả như mình hiện tại vẫn chưa có tích xanh vẫn là thật đó. Thế thì sẽ tùy từng cái tiêu chí mà mình đánh giá, nhưng mà cái phần mà chị Linh nói đó là cần phải có cái go live, cái chia sẻ thực live như này thì đúng là cái để rất khó những cái click clone hoặc là gọi là click nick fake đúng không? Giả có thể giả mạo được đó. Thế cho nên là chúng ta sẽ cần phải tỉnh táo khi chúng ta follow like bất cứ một cái page nào, bất cứ một cái profile nào. Và một cái tip nhỏ nhỏ mọi người để ý nhất là rất nhiều các cái profile hoặc các page đó là hình ảnh những anh cao to đẹp trai sáu múi đẹp trai lưng lộn và nhắn tin những cái lời rất là đường mật ngọt ngào. Hãy cẩn trọng, rất nhiều các click đó là click clone đang dạo xung quanh và tìm cái cách nào đó để có thể lợi dụng chúng ta, cho chúng mình cần phải cẩn trọng trong cái trình trong khi chúng mình lướt mạng mọi người nhé. Và nếu đó là chỉ là cái chơi chơi ok không ảnh hưởng gì cả, nhưng một khi bạn đã có ý định nghiêm túc nhất là làm kinh doanh thì cần phải tỉnh táo check đúng không ạ. Và chắc chắn bọn mình ba người đây là người thật rồi đó, bởi vì mọi người thấy bọn mình suốt ngày trên Facebook go live chia sẻ phỏng vấn các đối tác đến từ khắp nơi trên thế giới và chúng mình là thật mọi người nhé, mọi người yên tâm. Thì quay trở lại với chị Linh là chị em mình là những người làm kinh doanh kỹ thuật số và chị em mình chia sẻ rất nhiều những câu chuyện hay, rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, rất nhiều những cái sự thay đổi trong cuộc sống của mọi người. Nó không chỉ là con số về tiền bạc, mọi người có thu nhập bao nhiêu nhé, đó là phát triển bản thân, đó là những kiến thức, đó là cái việc họ cảm thấy có giá trị, hạnh phúc, vui vẻ, vân 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 vân. Thế thì làm cách nào để những người đang follow chị em mình làm kinh doanh kỹ thuật số có thể nhận biết được những câu chuyện chúng mình chia sẻ là thật là chị? Bởi vì rất sợ cái việc người ta chia sẻ ảo đúng chị, thế làm nào nhận biết là thật được? Theo theo Linh á, thì nghĩ là đầu tiên á, để biết thật hay biết giả thì mình phải listen, mình phải nghe trước, mình phải lắng nghe, nghe một cách là giống như openly. Mà nếu mà câu chuyện đó mình nghe mà mình thấy nó cứ repeatedly, nó giống y như vậy, nó cứ repeat, nó giống y chang như vậy thì đó là câu chuyện thật rồi đúng không? Ngoài ra thì đối với giải pháp kinh doanh của mình, đối với cộng đồng kinh doanh của mình thì mình có rất là nhiều cộng đồng kinh doanh. Ngay cả những người chưa trở thành thành viên cũng có cộng đồng kinh doanh miễn phí để cho mình vào mình tham khảo, mình nghe những cái chia sẻ của những cái người đó ở trên cái cộng đồng đó ha. Thì cái cộng đồng Việt Nam của mình nó đã hơn 4.000 người rồi, người Việt Nam không trên toàn cầu. Còn cái cộng đồng mà người nước ngoài thì có multiple group luôn, trên 10.000 người không ạ. Cho nên là khi mà mình tìm hiểu cái giải pháp kinh doanh này thì mình trôi vào những cái cộng đồng đó để mà mình tìm hiểu. Tại vì á, Linh biết là những cái tổ chức mà kinh doanh giả mạo á, cái cộng đồng của họ 40-50 người, 100 người, 200 người là maximum rồi. Tại vì giả mà đâu có giả nhiều được, đúng không? Cho nên là cái cộng đồng của mình rất là lớn và mình xem cái cộng đồng, mình vô cái cộng đồng không những mình nghe cái câu chuyện của cái người mà mình theo dõi mà mình nghe cái câu chuyện khác nữa. Tại vì chưa chắc là cái câu chuyện đó nó resonate, nó đồng cảm, mình có thể đồng cảm được. Tại vì có thể là khác ngành nghề, có thể là khác background, có thể là khác suy nghĩ luôn. Đó. Thì khi mà mình vào trong cộng đồng thì mình sẽ nghe nhiều câu chuyện, mình sẽ nghe nhiều chia sẻ thì lúc đó là mình sẽ có những cái góc nhìn nó rộng hơn, mình hiểu được hơn là cái business này nó cho mình được cái gì đó. Ngoài cái cộng đồng miễn phí đó dành cho không phải member thì mình cũng có một cái cộng đồng dành cho member nữa, 220.000 người, hơn 220.000 người chưa ta, không nhớ nữa. Giờ nhiều quá, con số nó nhiều quá không nhớ nữa. Nhưng mà trong cái cộng đồng này họ chia sẻ rất là nhiều, ngay cả những cái insight rất là nhiều luôn, ngay cả những cái chiến lược kinh doanh mà họ đi cũng được chia sẻ trong đó, những cái thành quả về thu nhập, những cái thành quả về cuộc sống thay đổi, họ quit job hay là tất tần tật, nói chung là họ chia sẻ rất là chân thành, rất là nhiệt tình ở trong đó, để chi để cho những cái người mà muốn tìm hiểu họ họ thấy được họ thấy được cái tiềm năng, họ thấy được cái sự thay đổi, và biết đâu
đó là cái điểm xuất phát thay đổi của họ thì sao đó. Vâng, em hoàn toàn đồng ý với chị Linh ạ. Đúng là để nhận biết được rằng những cái câu chuyện mà mình chia sẻ trên mạng xã hội có thật hay không ấy, thì rất cần các bạn dành thời gian nghiên cứu tìm hiểu. Và mình có những cái group Facebook mà mọi người có thể vào trong đó một cách hoàn toàn miễn phí nhất để mọi người tìm hiểu. Cho nên khi mọi người có đủ niềm tin thì mọi người hãy start đồng hành cùng với tụi mình. Bởi vì kinh doanh của chúng mình là kinh doanh bắt đầu từ niềm tin mà. Nếu không có niềm tin thì chúng ta sẽ không thể nào đi được với nhau, đúng không? Thế cho nên những bạn nào mà vẫn đang ở ngoài kia, vẫn đang còn những cái nghi ngờ hay băn khoăn thì đó là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì cái việc nghi ngờ hay băn khoăn, cái chần chừ đấy làm cái bước đệm rất tốt để bạn có thêm thời gian để thẩm thấu và cảm nhận những cái gì mà mình chia sẻ là có thật hay không, đúng không? Nhưng cũng đừng để cái sự chần chừ, cái sự băn khoăn nó kéo dài quá, nó làm mất cơ hội các bạn. Bởi vì thông tin thì có rất là nhiều, bọn mình có đầy đủ các bộ tài liệu, các bộ thông tin, rồi những cái group Facebook để các bạn có thể join vào, các bạn tìm hiểu, các bạn có thể kết nối với người này người kia để check xem là bọn mình có thật hay không, đúng không? Và khi mà các bạn đã quyết định là join cùng với chúng mình, các bạn yên tâm là tụi mình sẽ luôn có những người mentor, những người coach đã được huấn luyện, những người rất là tận tâm, luôn luôn mong muốn giúp bạn cùng thành công với cả kinh doanh này. Còn cô em Rosie, em muốn chia sẻ thêm gì không? Nếu như mà các bạn thật sự là muốn tìm hiểu về cái việc kinh doanh này chẳng hạn, hoặc bạn muốn biết là một cái người trên mạng internet là có thật hay không, thì video cô thông qua Messenger là một cách rất là dễ dàng, đúng không ạ? Nếu như người ta là người có thật ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ sẵn sàng kết bạn với mình khi mà họ và bạn có được cái điểm chung. Điểm chung ở đây, ví dụ bây giờ Thơ đang làm kinh doanh chẳng hạn, kinh doanh số, và bạn quan tâm đến cái mô hình kinh doanh số này, thì bạn inbox trực tiếp cho Thơ, thì ngay lập tức là Thơ sẽ gọi điện cho bạn và Thơ sẵn sàng gọi video call với bạn để làm gì ạ? Để chúng ta được gặp nhau và chúng ta xác thực rằng đây là người thật, việc thật. Còn nếu như một cái người mà người ta có cái ý định là lợi dụng hay là lừa đảo hay là như thế nào đó trên internet thì chắc chắn người ta sẽ không dám lộ diện đâu. Đó, thì đấy là một trong những cái phương thức để các bạn có thể là xác định thật giả. Và đối với cái mô hình kinh doanh này thì cái sứ mệnh để mà thực hiện cho mỗi một người ở đây đều rất là tốt đẹp. Mọi người đều cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau để có thể là có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn, nên là cũng sẵn sàng chia sẻ những cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Giống như là Thơ và chị Hằng thì đang ở Hà Nội, thế nhưng mà chị Linh Huỳnh đúng không ạ, thì đang ở tận Sydney, Australia cơ. Thế nhưng mà tại sao lại ba chị em lại ngồi được ở đây? Bởi vì chị em có cái gì ạ? Chúng mình cùng làm kinh doanh, chúng mình cùng có cái sự tinh thần chia sẻ, tinh thần cho đi và tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Nên là bất kể là khoảng cách thời gian hay địa lý như thế nào thì chúng mình cũng đều là gì ạ? Sẵn sàng ở bên và sẵn sàng đồng hành cùng với nhau. Thì cái sứ mệnh chung của mọi người trong cái kinh doanh này đấy chính là cùng nhau phát triển, đúng không ạ? Cùng nhau tạo ra được cái chất lượng sống tốt hơn, cùng nhau có được cái tài chính tốt hơn và thời gian linh hoạt. Thế còn với mỗi một người thì đằng sau cái sứ mệnh đấy, với mỗi một người sẽ là một cái lý do, một cái động lực, một cái sứ mệnh cá nhân nữa to lớn hơn để có thể thúc đẩy họ tìm đến với cả một cái mô hình kinh doanh tuyệt vời như thế này. Và chúng ta sẽ cùng hỏi xem là với chị Linh Huỳnh thì đấy là điều gì nhá. Em mời chị. Cảm ơn câu hỏi của Thơ nha. Trước tiên thì Linh cũng muốn nhắc lại, Linh cũng muốn đề cập thêm một chút xíu nữa là hồi nãy Hằng nói là ở cái business này là cái business mà nó là chủ yếu là về niềm tin. Đối Linh nghĩ thật sự bất cứ cái business nào mặc dù là truyền thống online tất tần tật, tất cả các business đều là làm việc dựa trên niềm tin hết. Tại vì khi mà mình mua một cái business nào đó hoặc là mình xây dựng một cái business nào đó, đâu có cái gì guarantee là mình có lời đâu, đúng không? Không có cái gì guarantee hết. Chỉ là mình biết là cái sản phẩm đó bán được hay là mình biết là cái mô hình đó đã từng làm được thôi, thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó, thì tất cả các cái mô hình kinh doanh đều xây dựng dựa trên cái niềm tin của mình hết, không phải là cái business của mình không. Đó, đó là một cái ý mà Linh muốn đóng góp vô cho cái câu hồi nãy. Và cái sứ mệnh của mình thì thật sự hồi trước thì mình làm business đó thì mình chỉ nghĩ là mình muốn làm business để có thu nhập cho bản thân mình, có thu nhập cho gia đình mình. Tuy nhiên sau khi mà mình làm một thời gian đó thì mình thấy là đúng y như cái chủ đề ngày hôm nay, là cái ảo nó đang lấn chiếm cái thật. Và những cái người mà họ muốn làm kinh doanh online, họ bị gặp cái vấn đề là họ gặp cái giả chứ không phải là họ thật gặp cái thật. Cho nên là cái sứ mệnh của mình là mình muốn lan tỏa ra nhiều hơn nữa để cho những cái người mà muốn làm kinh doanh online họ gặp được một cái business chính trực để họ có thể làm và họ có thể làm suốt đời, chứ không phải là
một cái giả mà hôm nay đi lừa người này, ngày mai đi lừa người kia, rồi cuối cùng hết người để lừa cái rồi ngưng rồi qua cái business khác đó. Cho nên là mình cũng mong muốn lan tỏa cái điều đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Linh á, là một người đã kinh doanh online từ năm 2012 đến bây giờ, cho nên là Linh biết được là cái lợi lạc mà mình nhận được đó, ngoài cái tài chính của mình tốt hơn, mình như Linh như nghĩ lại thì Linh cảm thấy rất là biết ơn vì cái online business, tất cả các loại hình online business mà Linh đã làm, Linh rất là biết ơn, bởi vì không nhờ kinh doanh online thì Linh không có được ngày hôm nay. Linh mua nhà đầu tư, chồng Linh thì nghỉ job, Linh thì làm online thôi. Tất cả những điều đó có được nhờ kinh doanh online. Nếu mà như Linh ngày xưa chỉ đi làm khách sạn thôi, Linh làm hồi đó là ba job luôn. Như Linh đi làm hồi xưa thì Linh không nghĩ là mình có được cái ngày hôm nay mà ngồi ở nhà làm việc, chồng Linh ngồi ở nhà xây dựng cái business của ảnh đó. Đó là cái lợi lạc mà mình nhận được từ cái kinh doanh online. Rồi khi mà mình có được cái thu nhập đó thì dĩ nhiên là cuộc sống của mình nó sẽ lớn hơn, cuộc sống của mình nó sẽ thoải mái hơn, mình cho đi dễ dàng hơn, cho đi nhiều hơn, mình nâng cấp được những cái mối quan hệ của mình, đúng không? Nói gì nói chứ quan hệ không phải nói miệng không. Mình tặng một món quà thì dĩ nhiên là nó sẽ thiết thực hơn, nó sẽ kết nối nhiều hơn là mình chỉ ra mình chào hỏi nói miệng, đúng không? Đó, cho nên là cái vật chất nó thật sự nó là rất là quan trọng. Cho nên là Linh nghĩ là khi mà mình bước qua được cái vòng vật chất đó thì mình sẽ phát triển được những cái vòng khác, mình sẽ lên được cái vòng khác, mình sẽ phát triển được cái cảm xúc của mình, mình sẽ nâng cao được cái trí tuệ của mình. Tại vì mình không cần phải vật vã với lại đi làm kiếm sống hoặc là lăn lộn ở ngoài để mà giống như là cơm áo gạo tiền đó, rushy lúc nào cũng bận rộn đó, thì mình có thời gian để mà mình chiêm nghiệm lại bản thân, mình đọc sách, mình học và mình lắng nghe cái nguyện vọng bên trong của mình lắng nghe bản thân mình đó. Từ đó là mình phát triển lên, nâng cao, cải thiện cái trí tuệ của mình, nâng cao cái kỹ năng của mình, kiến thức của mình đó, và mình sống bình an hơn, mình trở thành một con người khác. Nói chung là khi mà mình, đối với Linh làm kinh doanh online này, nó thay đổi Linh 100% rồi đó. Cho nên là mình biết được cái lợi lạc đó, cho nên là mình cũng muốn lan tỏa cho nhiều người ngoài kia, tại vì họ cũng đang rất là chật vật. Nhưng mà mọi cái hành trình đều phải có cái bước chân đầu tiên, cũng như Linh năm 2012 Linh cũng phải bước đi những cái bước chân đầu tiên đó thì Linh mới có được ngày hôm nay. Thì những ai đó đang đi tìm ngay cái thời điểm này 2024, đó là bước chân đầu tiên của họ, không sao hết, mỗi người đều có những cái bước chân đầu tiên hết, nhưng mà mình phải bước đi đó. Thì đó là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ của Linh về cái sứ mệnh của mình. Wow, đúng là cái sứ mệnh mà chị Linh nhắc đến lúc đầu á, đấy chính là giúp cho nhiều người biết đến cái mô hình kinh doanh chân chính thật này, vì ở ngoài kia quá nhiều người bị lừa đi, đúng không ạ? Và thực sự là nở rộ trong kinh doanh online, khi mà kinh doanh online càng nở rộ ấy, thì các cái hình thức lừa đảo nó lại diễn ra càng ác liệt. Và ở đây em cũng muốn là có thêm một cái cảnh báo đến mọi người về một số các cái trang lừa đảo, ví dụ như là Telegram chẳng hạn. Thì theo em nhận thấy thì Telegram gần như là một cái ổ lừa đảo rất là nhiều, gần như là tất cả các cái loại hình tội phạm là sẽ sử dụng Telegram để mà thực hiện các cái hành vi lừa đảo. Nên là mọi người phải hết sức là lưu ý khi mà tìm hiểu các cái công việc kinh doanh ở trên Internet. Và cái sứ mệnh của chị Linh ở đây chính là để giúp cho mọi người nhận biết được cái kinh doanh nào là thật, cái kinh doanh nào là ảo. Nếu như một cái kinh doanh mà ảo thì người ta sẽ không dám xuất hiện như thế này. Đó, nên là rõ ràng đấy là một cái điều mà chúng ta thấy rất là dễ để chúng ta có thể là nhận biết được hơn. Và nếu như các bạn thật sự là muốn tìm hiểu về cái công việc kinh doanh này thì tại sao lại không hành động ngay và luôn? Trong số các bạn cứ thử nghĩ mà xem, hàng ngày các bạn tiếp xúc với rất nhiều các cái luồng thông tin, nhìn thấy rất nhiều các mô hình kinh doanh, nhưng có bao nhiêu mô hình kinh doanh được như thế này, tức là có bao nhiêu mô hình kinh doanh mà bạn sẽ thấy được người thật việc thật, hay là chỉ là những quảng cáo ảo thôi? Nếu chỉ là quảng cáo ảo thôi, người ta không xuất hiện thật sự, thì đấy không chắc là một mô hình kinh doanh chân chính đâu. Vậy thì trong một cái ngày các bạn tiếp xúc trên mạng xã hội, thời gian các bạn cầm cái điện thoại rất là nhiều, các bạn đang lướt qua cái buổi câu like ngày hôm nay, thì đấy cũng là một cái cơ duyên, và các bạn sẽ thấy được đây là một cái mô hình kinh doanh chân thật, người thật việc thật,
công việc kinh doanh thật. Thì tại sao các bạn đang tìm kiếm rồi, gặp được rồi thì các bạn không hành động ngay đi, đúng không ạ? Và các cái bước hành động ở đây nó cũng rất là rõ ràng, bởi vì đây là một mô hình kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp, đâu ra đấy. Không phải là một cái mô hình kinh doanh mà chỉ gọi là bạn đã đăng ký vào đi để xong rồi ở đó, đúng không ạ? Đã là một mô hình kinh doanh mang tính toàn cầu quốc tế thì nó phải có các bước rất là rõ ràng. Và ở đây thì Thơ xin nhắc lại ba bước để các bạn có thể tìm hiểu về mô hình kinh doanh này. Một, đấy chính là các bạn sẽ cần phải đăng ký tên và email vào website của một trong ba coach ở đây. Hai là các bạn tìm hiểu, tức là khi mà các bạn đăng ký tên email xong thì các bạn check thông tin ở trong hòm thư để xem một cái webinar bằng tiếng Việt dài khoảng 90 phút. 90 phút có lẽ là sẽ không dài nếu như nó có giá trị thay đổi được cuộc sống của các bạn, đúng không ạ? Đó, và sau đó thì các bạn sang bước số 2 là các bạn sẽ cần đóng 149 đô. Thơ nói rất rõ ràng, một mô hình kinh doanh minh bạch sẽ mang đến cho bạn mọi bước rất rõ ràng. Với 149 đô, bạn có cơ hội được hoàn lại trong vòng 30 ngày, nên không có lý do gì bạn phải chần chừ cả, đúng không ạ? Và với 149 đô đấy thì bạn sẽ được tìm hiểu xem là chị Hằng này, Thơ này, chị Linh Huỳnh này có ở trong cái cộng đồng đấy thật hay không, hay là chỉ là nói vo thôi, đúng không ạ? Những điều mà chị Hằng, Thơ và chị Linh Huỳnh nói ở đây liệu có thật hay không, mình có kiểm chứng được hay không, hay là chỉ thích thì là mình nói lên cho hay thôi. Thì những cái mà nói lên cho hay nó không bền vững mọi người ạ, nó phải là những cái mà nó thực sự hiển thị. Nên là các bạn sẽ thấy được những cái sự thật đấy khi mà các bạn bước chân vào bên trong đóng 149 đô. Và sau 30 ngày hoặc là trong vòng 30 ngày này thì các bạn ra quyết định là có làm biz hay không. Nếu các bạn cảm thấy là không hài lòng thì hoặc là không phù hợp thì các bạn có thể hoàn lại 149 đô đầy đủ. Và nếu phù hợp thì xin chúc mừng, đây là một cái mô hình kinh doanh mà chắc chắn sẽ thay đổi được cuộc sống của bạn và gia đình của bạn rất rất nhiều, 360 độ như cách mà nó đã và đang thay đổi cuộc sống của Thơ, chị Hằng, chị Linh Huyền và rất rất nhiều các anh chị chị em trong cộng đồng khác nữa. Chị Hằng, chị có muốn là nhắn nhủ gì hay không trước khi mà chúng ta để chị Linh Huyền close cái buổi go live ngày hôm nay? Cảm ơn anh Thơ Rosie đã chia sẻ về ba bước rất là quan trọng để các bạn có thể tìm hiểu về mô hình kinh doanh này. Và để kết lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì mình chia sẻ lại một cái câu nói mà mình đôi khi mình đã nhắc đến trên cái page của mình, đó là thay vì việc các bạn ngồi một chỗ phàn nàn, kêu ca và ca cập riêng gì thì tốt nhất là đứng dậy và làm một cái điều gì đó dù nhỏ hơn, dù nhỏ thôi nhưng mà là tốt đẹp. Thì khi chúng ta cộng dồn những cái hành động tốt đẹp đó thì chúng ta sẽ giúp cuộc đời ngoài kia được tốt đẹp hơn. Và cái business mà tụi mình đang làm chính là một cái mô hình mà để lan tỏa những điều tốt đẹp, giúp mọi người có thể thay đổi cuộc sống. Và tụi mình đã thay đổi cuộc sống thì chắc chắn bạn cũng có thể thay đổi được. Tin là như vậy. Chị Linh Huỳnh có muốn chia sẻ gì trước khi chúng mình kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay không ạ? Linh xin add thêm một chút xíu nữa. Các bạn sẽ nhận được gì khi mà các bạn trả 149 đô và trở thành cái thành viên của cộng đồng kinh doanh toàn cầu mình? Thì khi mà mọi người vào đó thì như anh Thơ nói thì mình có thể check out được tất cả mọi người, cái kết quả của họ và những cái hành trình họ chia sẻ. Ngoài ra thì mình cũng sẽ xem được là cái những cái chiến lược kinh doanh như thế nào, những cái layout như thế nào, làm như thế nào để mà họ có thể bắt đầu kinh doanh, từ những cái chiến lược bắt đầu cho đến những cái chiến lược mà giống như là mình nói là accelerate, là mình tăng tốc như thế nào để mà mình có được nhiều nguồn thu nhập nhất với cái giải pháp kinh doanh này. Đồng thời là mình sẽ xem được tất cả các cái đối tác của mình, và mình có thể xem được và mình có thể phân tích được những cái đối tác đó nó có tốt trên cái thị trường hay không, nó có reliable hay không, và nó có đem lại cái nguồn thu nhập nhiều như thế nào. Thì tất cả những cái phân tích đó nó sẽ nằm ở trong cái business plan khi mà mình trở thành cái paying member đó. Đó là cái mà Linh thấy cũng rất là quan trọng, Linh muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Cảm ơn chị Linh, và em xin được gửi lời chào tới một số bạn đã say hello với cả chị Linh và ba chị em nhé. Cảm ơn bạn Xuân Đoàn này, cảm ơn chị Cathy nhé. Chị Cathy nói rằng là chào những người phụ nữ thành công nhất ạ. Em cảm ơn chị đang xem từ California. Cảm ơn em Lưu Lê, cảm ơn bạn Emina nhé. Và Dung Vũ có nói là cũng theo dõi và xem các thông tin tích cực thôi, nhưng đúng thật là hôm nay mới được biết thêm nhiều thông tin về các click clone và click ảo thật giả trên mạng ra sao mà bản thân không hề biết. Cảm ơn chia sẻ bổ ích của cả ba coach. Ok, cảm ơn Dung. Rồi, em cảm ơn chị Linh một lần nữa đã dành thời gian qua page của các chị em để chia sẻ các thông tin vô cùng hữu ích ngày hôm nay. Cảm ơn anh Thơ Rosie đã co-host của mình, và cảm ơn tất cả các bạn đã follow buổi trò chuyện này. Và nếu có thể thì nhờ các bạn giúp mình chia sẻ cái buổi trò chuyện ngày hôm nay để nhiều người ngoài kia có cơ hội được biết thêm về mô hình kinh doanh kỹ thuật số rất là chính trực, nhân văn và có thể thay đổi cuộc sống như thế này nhá. Ok, chúc các bạn sẽ có một bữa trưa ngon miệng, đúng không ạ? Và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi cà phê chat tiếp theo của tụi mình nhá. Cảm ơn chị Linh, cảm ơn anh Thơ, và hẹn gặp lại mọi người trong các buổi DG Cà Phê nữa.
tiếp theo. Bye bye.